chào tất cả cô chú anh chị em mình nhé. Trở lại với kênh YouTube máy Dầu Dương ha. Lên cho anh em một con máy Zangma NF AD9 Bét Kim. Máy tình trạng còn rất là đẹp ha, hàng siêu phẩm anh em nhé. Em coi ha. Thì cái này theo yêu cầu của ông anh ở Kiên Giang thì em test cho anh xem ha, được thì anh chốt ha. Anh không có Zalo thì em test thế này cho anh ha. Bao khói nha, bao zin, đèn đuốc ha, thấy chưa? Máy rất là đẹp nha anh em. Rất là ok ha. Thùng dầu được cái máy này, cái thùng dầu mới chát anh em nhé. Rất là mới ha. Cái lược cái đâu mất tiêu rồi. Anh em mua thì em sẽ gắn lược gin vô cho anh em nhé. Chỉ có chê là chê nó cái giá thôi, còn chất lượng đồ đẹp nó thì anh em khỏi chê đâu, miễn chê á thì cái giá trong cái thời điểm lúc này thì cũng nó hơi cùng hơi căng anh em nhé, anh em hiểu hơi căng, giá hơi căng á vì hàng công chưa có về, hàng chưa về đầy trà thế này giá đẩy rất là cao á. Chạy như chó thợ anh em thấy không? Rất lớn à. Đấy. Rất là đẹp ha. Mấy cái dòng chữ này là bên Nhật nó ghi nhá. Đây nè, nó ghi nè, IE750 cái gì này. Mấy ông nó chắc cùng rảnh công rảnh chuyện ghi vậy á ha. Không biết nó ghi làm gì nữa. Cái tem chữ dân ma còn nguyên si ha. Máy còn bao zin anh em nhé. Áo vừa tem còn đầy đủ ha. Nước sơn bánh trớn anh em cũng khỏi lo ha. Bánh trớn nước sơn còn ok ha. Có cái điểm cao su đằng trước này còn nguyên si ha. NF3D9 ha. NFD9 này. Vòng tua nó 2004 này. Đấy. Dưới lốc nó có đóng này ha. NFD9 này. Em thấy không? À, ok chưa? Rồi máy này anh em là cần sở hữu thì cứ liên hệ trực tiếp gặp Dương ha. Địa chỉ 12 Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng anh chị em nhé. Rồi chào anh em.